áo bay trên đường như mây xuống phố, áo tung sân trường tựa cánh chim câu đẹp biết bao. Quê hương cho ta chiếc áo nhịp màu dù ở đâu. Hàng ngàn năm trước, hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam từng hiện diện trên mặt trống đồng Ngọc Lũ và các hiện vật ở Đông Sơn. Theo một số nghiên cứu, thì tiền thân chiếc áo dài hôm nay chính là áo dài tứ thân của người phụ nữ Bắc Bộ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, theo truyền thuyết, vì Hai Bà Trưng từng mặc áo dài hai vạt đi đánh trận, nên tỏ lòng tôn kính hai bà, họ đã biến tấu chiếc áo hai vạt ấy thành áo tứ thân như thế này. Kể từ đó, chiếc áo tứ thân đã gắn bó với người phụ nữ Việt Nam suốt mấy trăm năm. Cho mãi đến thế kỷ thứ 17, để thể hiện sự phú quý, giàu sang, lần đầu tiên phụ nữ thành thị cải tiến chiếc áo dài tứ thân thành áo ngũ thân. Xét về tổng thể, áo ngũ thân là một cải tiến rất quan trọng. Trong số 5 thân áo, tức 5 tà áo, thì 4 tà chính bao gồm 2 tà trước và 2 tà sau được may ép lại với nhau thành từng cặp, gián tiếp biến áo tứ thân thành áo hai thân với hai vạt chính là vạt trước và vạt sau, tạo ra một hình thức hoàn toàn mới so với áo tứ thân. Áo dài ngũ thân đã tồn tại cho đến tận những năm 30-40 của thế kỷ trước. Vào năm 1934, những cách tân đầu tiên trên chiếc áo dài được thực hiện bởi nhà may Cát Tường ở Hà Nội, gọi là áo dài tân thời Le Mue. Theo đó, thân trên áo được may ôm sát theo các đường cong cơ thể, tạo nên vẻ yêu kiều và gợi cảm rất độc đáo. Đồng thời, vạt trước được kéo dài chấm đất để tăng thêm vẻ uyển chuyển khi bước đi. Chính là từ đây, áo dài Việt Nam đã tìm được hình hài chuẩn mực của nó. Sau này, dù trải bao thăng trầm, bao lần cách tân cách điệu, hình dạng chiếc áo dài tân thời về cơ bản vẫn được giữ nguyên. Một trong những cách tân của áo dài Le Mue còn có kiểu áo khoét cổ hình trái tim, kết ren hoặc gắn nơ, xếp ly trên hai tà áo. Tuy nhiên, do không phù hợp thị hiếu người Việt, kiểu áo này chỉ tồn tại được một thời gian ngắn, chừng đôi ba năm. Năm 1958, một người phụ nữ nổi tiếng lúc bấy giờ là bà Trần Lệ Xuân đã thiết kế kiểu áo dài hở cổ mà dân gian thường gọi là áo dài Trần Lệ Xuân. Không chỉ gây chấn động thời trang quý bà thời kỳ đó, nhờ việc làm tôn lên chiếc cổ và bờ vai gợi cảm của người phụ nữ, thiết kế này còn rất phù hợp với thời tiết miền nhiệt đới. Cho đến hôm nay, kiểu áo dài hở cổ này vẫn tỏ ra thích hợp với nhiều biến tấu khá phong phú. Thập niên 1960, nhà may Dung ở Đa Cao, Sài Gòn đưa ra kiểu may áp dài với cách ráp tay ráp lăng. Cách ráp này đã giải quyết được vấn đề khó khăn nhất khi may áo dài là những nếp nhăn ở hai bên nách. Ráp lăng giúp làn vải bo theo thân hình người mặc từ dưới nách xuống lườn eo, khiến chiếc áo dài ôm khít lấy mọi đường cong trên thân hình người phụ nữ. Với nghệ thuật ráp ráp lăng, tính thẩm mỹ của chiếc áo dài Việt Nam đã đạt tới mức gần như trọn vẹn. Đến gần cuối thập kỷ 60, áo dài hippie ra đời. Ngay lập tức, áo hippie trở thành thời thượng của giới trẻ. Ở chiếc áo dài hippie, cổ áo hạ thấp xuống chỉ còn 3 cm, vạt áo hẹp lại và ngắn dần lên, có khi chỉ còn đến đầu gối. Dù vẫn giữ đường lượng theo thân hình, nhưng áo hippie được may rộng hơn, không chích eo nữa, tay áo cũng được may rộng ra. Thể hiện sự trẻ trung năng động, kiểu áo này rất phù hợp với nữ sinh sinh viên thời kỳ đó. Sau một thời gian gián đoạn, đến khoảng những năm 1990, trào lưu áo dài được khởi xướng trở lại. Chiếc áo dài dần trở nên thanh nhã hơn về dốc dáng và cầu kỳ hơn về chất liệu, họa tiết. Bắt đầu bằng áo dài vẽ của họa sĩ Sĩ Hoàng, rồi đến áo dài thổ cẩm của nhà thiết kế Minh Hạnh. Rất nhanh chóng, thị trường áo dài phát triển với tốc độ chóng mặt, theo nhiều phong cách và xu hướng hết sức phong phú và đa dạng. Nhờ đáp ứng được hai yếu tố quan trọng của phục trang, một là tính thẩm mỹ và hai là tính ứng dụng,
Ngày nay, dù mức độ nhu cầu có khác nhau, nhưng áo dài là trang phục được hầu hết phụ nữ Việt Nam ưa thích và lựa chọn. Nhu cầu cao tạo điều kiện cho các nhà thiết kế áo dài không ngừng tìm tòi ý tưởng sáng tạo, đưa ra hàng trăm hàng ngàn biến thể, biến tấu. Quanh năm, xuân, hạ, thu, đông, các bộ sưu tập áo dài lần lượt ra đời, tạo nguồn cảm hứng cho giới chuyên môn nói riêng, cũng như cho đông đảo công chúng nói chung. Cho đến bây giờ, có thể nói, áo dài đã được thời trang hóa, xuất hiện nhiều nhà thiết kế áo dài tài năng nổi tiếng trên thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế, mà sản phẩm của họ đã trở thành thương hiệu. Có thể kể ra đây những cái tên như Minh Hạnh, Sĩ Hoàng, Võ Diệt Chung, La Hằng, Diệt Hùng, Thuận Diệt, Lan Hương, vân vân. Màn vẻ đẹp độc đáo trong mắt hầu hết mọi người, chiếc áo dài Việt Nam tất nhiên còn là nguồn cảm hứng sáng tác cho rất nhiều nhà thơ, nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà nhiếp ảnh, nhà điêu khắc, nhà thiết kế, vân vân. Nhà thơ Nguyên Sa nhờ hai câu "Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông" mà trở nên rất nổi tiếng. Họa sĩ Tô Ngọc Dân có bức tranh để đời "Thiếu nữ bên hoa huệ". Rồi nhiều ca khúc ngợi ca tà áo dài của các nhạc sĩ danh tiếng như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Từ Huy, Sĩ Luân, vân vân. Tuy nhiên, dưới con mắt của các nhà thiết kế thì hay nhất có lẽ vẫn là hai câu thơ của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Đơn sơ hai mảnh tuyệt vời, thân sao dạt trước nên lời nước non. Bởi nó đã đề cập đúng phần độc đáo nhất, riêng biệt nhất, đặc trưng nhất của chiếc áo dài Việt Nam. Tôi đã nhận thấy rằng là cái bí ẩn đó nằm ở trong đôi tà áo dài Việt Nam. Chúng ta thấy là hai cái tà áo dài thân trước và thân sau buông một cách tự do xuống. Nó có thể che đi được những cái khuyết điểm của người mặc. Đồng thời, nó tạo nên một cái sự uyển chuyển linh hoạt khi người mặc cử động. Hoặc là do gió, hoặc là do những cái tác động xung quanh làm cho cái độ uyển chuyển của áo dài là gần như không lặp lại. Thêm nữa là cái yếu tố khi mà nó yên thì nó như là nó rất là tĩnh lặng, thì có thể là thuộc về âm. Nhưng khi mà chuyển động thì nó lại vô cùng phong phú đa dạng đến độ mà nó trở thành một cái vẻ đẹp đi vào trong cảm xúc sáng tạo của âm nhạc, của thơ ca, của sân khấu, của điện ảnh, của múa. Vì thế nên chắc không có một cái trang phục nào mà lại được ca ngợi như là mây, như là gió, như là hoa, như là cánh bướm. Và điều đó, nó chắc chắn cái yếu tố đó là nó nằm ở chỗ đôi tà áo dài. Và như vậy thì khi thiết kế một tà áo dài, cho dù có biến tấu như thế nào, thì chắc hẳn rằng là đôi tà áo dài vẫn phải là một cái phần quan trọng nhất, không được phép mất đi. Các cái chi tiết khác thì có thể thay đổi, nhưng với đôi tà thì chắc hẳn là nếu thay đổi đi thì nó sẽ không còn là áo dài nữa. Năm 2001, lần đầu tiên áo dài Việt Nam được giới thiệu tại thành phố Tours của nước Pháp. Kể từ đó, thế giới bắt đầu biết đến chiếc áo dài Việt Nam. Trong mắt họ, áo dài đã trở thành biểu tượng của một đất nước, một dân tộc. Nếu so sánh với quốc phục của một số dân tộc khác, thí dụ như kimono của người Nhật hay hanbok của người Hàn, thì áo dài Việt Nam có ưu thế vượt trội là vừa giữ được vẻ đẹp truyền thống, lại vừa đáp ứng được nhu cầu sử dụng rất đa dạng trong đời sống hiện đại. Liên quan đến chiếc áo dài, nhà thiết kế Sĩ Hoàng kể lại một câu chuyện rất thú vị, rằng vào năm 2012, trong một sự kiện của Hoàng gia Đan Mạch, nữ hoàng Margaret đệ nhị và công nương Mary đã mặc hai chiếc áo dài do anh thiết kế cho họ từ năm 2009 trong một chuyến đến thăm Việt Nam. Trong những sự kiện quốc tế quan trọng diễn ra tại Việt Nam, thí dụ như Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2006 được tổ chức tại Hà Nội, hay cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2007 tổ chức tại thành phố Nha Trang, áo dài đã được chọn làm trang phục cho các nguyên thủ quốc gia dự hội nghị hoặc là phần thi chính thức cho người đẹp
đến từ các nước trên thế giới. Tháng 3 năm 2014, lần đầu tiên lễ hội áo dài được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh như một sự tôn vinh chiếc áo dài dân tộc và là một hoạt động giàu ý nghĩa trên nhiều phương diện. Ở Việt Nam, áo dài là trang phục dành cho mọi lứa tuổi, cho cả hai giới nam và nữ. Riêng với phụ nữ, không chỉ là trang phục đời thường, áo dài còn trở thành loại trang phục chuẩn mực được lựa chọn để phục vụ cho những dịp đặc biệt quan trọng. Thí dụ như lễ tốt nghiệp, lễ cưới, những ngày lễ Tết, hội hè, những sự kiện đáng nhớ trong đời. Ngoài ra, nhờ ưu thế vượt trội là có tính ứng dụng cao trong thời kỳ hiện đại, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, áo dài còn trở thành trang phục công sở cho nữ công chức, viên chức hoặc đồng phục dùng cho học sinh, sinh viên trong nhà trường. Nghiên cứu cho biết, áo dài còn có một tác dụng tuyệt vời là điều chỉnh được thái độ hành vi ứng xử của cả chủ thể lẫn khách thể. Với phụ nữ Việt Nam, thật khó có thể kể hết những kỷ niệm đã gắn bó họ với chiếc áo dài kể từ khi còn là người thiếu nữ đến trường trong chiếc áo tinh khôi cho tới lúc trưởng thành đi làm, lấy chồng rồi làm vợ, làm mẹ. Có thể nói, chiếc áo dài đã đi theo họ suốt cuộc đời. Nói về chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam thì tôi nhớ ngay đến câu thơ của Nguyên Sa: nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Thời thiếu nữ tôi đến trường với chiếc áo dài trắng tinh khôi, lớn lên đi làm cô giáo, tôi lại gắn bó cuộc đời mình với chiếc áo dài đa sắc hơn, phần nhiều là sắc tím. Không biết áo dài tôi mặc có làm dịu mát tâm hồn chàng trai nào hay không, chỉ biết rằng là trong một lần làm MC cho chương trình Tiếng Hát Sư Phạm do Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức, trong trang phục áo dài tôi là làm sao động trái tim một anh nhạc công, người đó sau này là chồng tôi. Giống dài như thế để nói rằng là chiếc áo dài luôn theo suốt tôi cả hành trình cuộc đời dài của mình. Và tôi tin rằng không chỉ tôi mà đa số người phụ nữ Việt Nam truyền thống đều gắn bó cuộc đời mình với chiếc áo dài. Má tôi từng kể bà còn mặc áo dài đi chợ nữa kia. Và trong những dịp lễ Tết, tiệc tùng thì áo dài là lựa chọn duy nhất của má. Rồi đến thời con gái tôi mới học lớp 6, nhỏ xíu đã mặc áo dài đến trường. Lên đến cấp 3, vóc dáng thiếu nữ gầy gầy đẹp hơn trong áo dài trắng của trường Nguyễn Bình Khiêm. Tôi nghĩ rằng là áo dài phù hợp với mọi người, mọi lứa tuổi. Cuộc sống luôn biến động, giữa dòng đời hối hả tất bật, có lúc chiếc áo dài bị lãng quên. Học sinh trường Nguyễn Bình Khiêm, nơi tôi từng giảng dạy, đã không còn mặc áo dài trắng đến trường, mà thay vào đó là những chiếc váy ngắn. Tôi vốn là người hoài cổ, nên đã từng tiếc nuối ngẩn ngơ khi thấy áo dài đã mất hút giữa sân trường. Mới đây, khi vào trường Nguyễn Bình Khiêm để xem văn nghệ xuân, thì tôi lại bắt gặp các em học sinh trong một tiết mục biểu diễn thời trang lại chọn áo dài truyền thống. Tôi vui quá, bởi vì tôi nghĩ rằng là chiếc áo dài không mất đi, nó vẫn còn hiện diện trong cuộc sống của mọi con người. Tôi tin chắc như thế. Lại có những câu chuyện rất hay về chiếc áo dài từ trong thời kỳ kháng chiến. Ngày ấy, các chị, các mẹ đi đấu tranh chính trị với kẻ địch hoặc kể cả khi đã bị bắt vào tù. Mỗi khi phải mặc đối mặt, các mẹ, các chị đều cẩn thận dựng áo dài một cách trang trọng. Vậy là điều kỳ lạ đã xảy ra. Kẻ thù không dám đối xử thô bạo với các chị, các mẹ. Trong cuộc chiến đấu với kẻ thù, áo dài trở thành áo giáp bảo vệ khí tiết, bảo vệ nhân phẩm của những người phụ nữ không may bị sa cơ. Thật không ngờ, chiếc áo dài mảnh mai, nhẹ nhàng, dịu dàng đến vậy mà lại chứa đựng trong nó những sức mạnh lớn lao.
Đề cập đến lịch sử chiếc áo dài Việt Nam qua các thời kỳ, không thể không nhắc đến việc các nhà lãnh đạo nhà nước xuất thân từ những nhà quân sự và ngoại giao nổi tiếng như các bà Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình, Tôn Nữ Thị Ninh, Trương Mỹ Hoa, hay các nhà trí thức như nhà xã hội học Nguyễn Thị Oanh, nhà tâm lý học Lý Thị Mai, nhà văn hóa Lê Tú Cẩm, giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, doanh nhân Phan Thị Tuyết Mai, họa sĩ Đặng Ái Việt, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, vân vân. Đặc biệt coi trọng trang phục áo dài như thế nào trong đời hoạt động của mình. Rất có thể, xuất phát từ thái độ ứng xử với chiếc áo dài của các vị lãnh đạo và các nữ trí thức hàng đầu ấy, mà chiếc áo dài đã được mặc định là quốc phục lễ phục của người phụ nữ Việt Nam hôm nay. Ngày nay, chiếc áo dài đã trở thành một phần bản sắc văn hóa Việt. Nói đến Việt Nam là nói đến chiếc áo dài, nón lá. Vì tình yêu đối với chiếc áo dài và ước mong bảo tồn những giá trị văn hóa quý giá của dân tộc, năm 2014, nhà thiết kế Sĩ Hoàng đã thành lập Bảo tàng áo dài Việt Nam tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây hiện có bộ sưu tập bao gồm khoảng 500 chiếc áo dài và một tập hợp hơn 3.000 tài liệu nói về sự phát triển của chiếc áo dài qua các thời kỳ. Bộ sưu tập và các tư liệu này được bảo quản trưng bày trong một hệ thống nhà trưng bày, phòng triển lãm, thư viện, được thiết kế rất công phu theo lối kiến trúc Việt cổ tuyệt đẹp. Rất nhiều du khách cả trong và ngoài nước đã đến tham quan bảo tàng áo dài và để lại những dòng cảm tưởng ngợi ca chiếc áo dài Việt Nam cùng những tình cảm mà họ đã dành cho tạo vật tuyệt vời này, trong đó đặc biệt là tình cảm của người nước ngoài. Qua đó cho thấy, việc thành lập Bảo tàng áo dài Việt Nam là một việc làm có ý nghĩa và tấm lòng chủ nhân của nó thực sự rất đáng quý. Áo dài Việt độc đáo còn ở chỗ, nó chỉ có thể được may bằng phương pháp thủ công và mang tính cá nhân hóa rất cao. Muốn có một chiếc áo dài, bạn phải đến tiệm may. Ở đây, người thợ may sẽ lấy các số đo chuẩn rồi cẩn thận may từng chiếc một. Khi áo được may xong, người mặc còn phải đến thử qua một lần để chỉnh sửa từng chi tiết cho thật hoàn hảo. Rồi sau đó, chiếc áo mới được coi là hoàn thiện. Chất liệu để may áo dài hiện nay rất phong phú. Nếu là áo mặc để đi làm, đi học, vấn đề không quá khó. Tiêu chuẩn đầu tiên là chọn chất liệu tạo sự thoải mái cho người mặc. Tuy nhiên, vấn đề sẽ trở nên phức tạp hơn nếu mục đích của nó hướng đến việc đáp ứng cho những sự kiện quan trọng. Trong thế giới giải dốc muôn sắc màu, muôn kiểu họa tiết chất liệu hôm nay, việc lựa chọn được hoa văn in thêu trên vải, các họa tiết đính cườm đá, ngọc trai, vân vân cho một chiếc áo dài vừa đẹp vừa phù hợp là công việc đòi hỏi nhiều kinh nghiệm cũng như khiếu thẩm mỹ. Nếu lựa chọn đúng, bạn sẽ có cơ hội để tỏa sáng. Người xưa có nói, người đẹp vì lụa. Còn nhà thiết kế Minh Hạnh thì nói, trang phục là phần ngoại diện của nhân cách. Với mọi trang phục nói chung, đặc biệt với chiếc áo dài nói riêng, điều đó thật không sai. Một chiếc áo dài được xem là đẹp, nó phải đi cùng với cái sự phối hợp của người mặc. Bởi vì khi chiếc áo dài dù được thiết kế đẹp như thế nào thì vẫn là một vật vô tri giác. Và nó chỉ thật sự có hồn khi được khoác lên trên vóc dáng của một con người cụ thể. Và với tâm hồn, với trái tim, với phong thái, với cái sự thể hiện, thì cái chiếc áo dài lập tức nó trở thành một cái biểu tượng của vẻ đẹp Việt Nam. Vậy thì cái vẻ đẹp Việt Nam đó nó cần những yếu tố gì? Thứ nhất là quan trọng nhất vẫn là chủ thể, đó chính là người mặc. Người mặc phải cần biết là mình mặc cái áo dài để làm gì, gặp ai, ở đâu. Tức là phải biết được cái mục đích mặc áo dài. Thì từ đó mới dẫn đến là mình chọn cái kiểu dáng, màu sắc, chất liệu. Đương nhiên là không quên là cái vóc dáng của mình. Việc mặc áo dài
nó như là một trách nhiệm công dân để giữ gìn bảo tồn cái giá trị văn hóa ấy đối với hiện tại và đối với thế hệ mai sau. Và như vậy, khi chúng ta khoác lên một tà áo dài, dù là nữ hay là nam, dù là già hay là trẻ, dù là làm công việc gì, thì ngoài cái vẻ đẹp mang lại cho chính bản thân, mang lại một cái phong thái, một cái điều chỉnh hành vi, lời ăn tiếng nói cho người mặc, thì nó còn là một trách nhiệm công dân trong cái việc bảo vệ văn hóa của một quốc gia, của một đất nước. Ngày nay, áo dài Việt Nam, chiếc áo nhiệm màu trong mắt nhạc sĩ Từ Quy, đã được thế giới công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của người Việt Nam. Nhìn ra cuộc sống sôi động ở trước mắt, rồi nhìn lại lịch sử đất nước mấy ngàn năm, bỗng thấy ngạc nhiên, cảm động và tự hào về xứ sở, về cha ông đã để lại cho chúng ta rất nhiều thành quả lớn lao và đẹp đẽ. Đó là thành quả của một nền văn hiến lâu đời, thành quả của lao động trí tuệ, trải nghiệm thực tiễn và vẻ đẹp của con tim. Trong số những vẻ đẹp lung linh, rạng rỡ và ấm áp ấy, áo dài mãi mãi sẽ còn là niềm vui, nguồn cảm hứng, không bao giờ vơi cạn theo năm tháng.